Tùng Tám kính chào các bác nhé. Hiện tại bên xưởng là bàn giao gia đình chú Thịnh, chú Thích hay Thịnh? Thích. Thích, vâng. À, gia đình chú Thích tại khu Đồng Tranh, xã Yên Dưỡng đây. Một bộ sản phẩm nội thất phòng thờ. Đấy, bên này là một chiếc giường chữ X, à, bên kia là một chiếc kệ TV. Và hôm trước chúng tôi đã bàn giao rồi, thì hôm nay chúng tôi bàn giao hoàn thiện tổng thể đây. Tôi quay lại video clip giới thiệu mọi người là một và quay làm kỷ niệm với gia đình chú đây. Thì cũng như quý khách hàng nào có nhu cầu thì tham khảo. Đấy, đây là một chiếc sập ngồi thập điểu quần mai 1m6 x 2m. Đấy, chiếc bàn thờ sập thờ Vũ Mỹ Ta đục tứ linh. Đấy, đôi lục bình chạm tứ quý. Đấy, một chiếc kệ tivi cột nho phía bên trong kia. Đấy, chất liệu gỗ hương đá nhé. Đấy, bên này thì chúng tôi cũng vừa lắp đặt một chiếc giường chữ X đó đây. Đấy, tổng thể một số món đồ nội thất bàn gia đình chú Thích đây. Thì tôi quay lại làm kỷ niệm. Đấy, quý khách nào có nhu cầu tham khảo hay liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đây, chính giữa không gian nhà là chiếc sọc thập điểu quần mai đây, bao gồm 10 chú chim điểu. Đấy, đục chạm phần dạ đục chạm thủ công bằng tay, dạ dày 10 phân, chân 24, rất là dày, đường nét đục chạm đây. Đấy, quý khách hàng có thể tham khảo chiếc sọc. Đấy, phần mặt ván mặt là 2 lá, dày 2 phân, khuôn tranh 10. Phía bên trong là sập thờ tứ linh. Đấy, ánh sáng hơi lóe một chút này. Ok, tổng thể bộ sản phẩm đây. Rồi, quý khách hàng có nhu cầu thì liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại trên màn hình nhé.